Lời nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất hôm nay từ thiện ở bảy trao 10 kg gạo 140.000 của năm nhà hảo tâm Úc trao hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn người nghèo, đây là vùng sâu ngã bảy. Dương Hậu thay mặt người nghèo xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Mời quý vị sang kênh YouTube Hậu từ thiện để xem hoạt động của hội, mong quý vị ủng hộ cho từ thiện. Cảm ơn quý vị.